Chào tất cả các bác chị. Có một cái cây mà rất quen thuộc với các bác chị, rất nhiều các bác chị bảo là cái cây này là cái cây đuổi muỗi ở nhà nhà anh nhà nhà chị thì dùng để đuổi muỗi. Thấy em chia sẻ về cái vấn đề đau nhức xương khớp thì có thật hay không? Thì ngày hôm nay Huân đã chia sẻ với các bác chị cái cây theo các bác chị thì nó gọi là cái cây đuổi muỗi. Theo Huân thì nó gọi là cây ngũ gia bì. Đấy, ngũ gia bì. Ngũ gia bì của mình thì thường thường nó sẽ có 3 loại ngũ gia bì, là ngũ gia bì làm cảnh này, cái cây mà hay để bàn ấy. Nó có 3 lá, cái ba 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 nhánh này. Đây, cái lá của nó có ba, sẽ có ba xẻ làm ba cái nhánh lá con này. Đây là cái loại đây, 2 4 6 8 8 lá. Đấy. Thì nó có rất nhiều loại. Rất là thơm. Thì cái bài này, cái cây này thì có thực sự là chữa đau nhức xương khớp hay không thì Huân chia sẻ với các anh chị là cái cây ngũ gia bì này, nó gọi là ngũ gia bì hương và nó rất là thơm. Nó có 8 9 và 7 lá. Nếu mà các anh chị gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Đấy, các cơ khớp cứng, đau nhức, chúng ta có thể dùng cây này, dùng phần lá, thân non và phần vỏ cây đem về đun nước kết hợp với đậu đen, đậu xanh, kết hợp thêm cây cỏ xước, đấy, cây lá lốt để chữa về đau nhức xương khớp các chị nhá. Đấy, làm rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần lấy một một cái cành này, một lắm này, đem về, sau đó mình đun nước lên, sau mình uống thôi, thì cái tình trạng mà đau nhức xương khớp cải thiện rất là tốt. Huân cũng rất hay làm bài này. Đấy, đấy là trong những trường hợp của các chị gặp tình trạng đau nhức xương khớp nha, khô khớp hoặc là tình trạng đau nhức xương khớp do thoái khớp mà nó cứng các khớp, đau buốt. Đấy. Thì đây. Đây là mọi người có thể lấy cái phần vỏ như này này, đây là phần thân non này. Đây em quay vào đây cho mọi người xem. Đây nha, Huân sẽ quay chi tiết cho các chị xem nhé. Đây là cái cây này nó sẽ có 8 lá như này. Đây các bác chị có thể thấy này. Đây. 2 này, 4 này, 6 8, đây là 8 lá này. Đấy. Và chúng ta sẽ phần là dùng phần lá này, lá cây nhá. Tiếp theo là dùng phần thân non của cây này, thân non là cái phần này này thì sẽ nhiều chất. Đấy, phần thân non này. Đấy. Khi chặt ra thì mình lưu ý là cái chặt ra cây này cũng rất là nhiều nhựa. Và thứ ba là cái phần đây, phần vỏ cây. Những cái phần cây già như này thì chúng ta sẽ lấy vỏ nhá. Đây. Mọi người thấy không? Đây là cái vỏ này. Đấy. Nó sẽ bóc lấy cái vỏ này. Mọi người thấy không? Đây là cái nhựa của nó này. Zoom mà em. Cái sao? Đây. Đây các bác chị có thể thấy cái vỏ này. Đây. Đây nhá, mình sẽ lấy cái vỏ này. Đem về đun nước uống các bác chị nhá. Chúng ta có thể kết hợp lên đậu đen này, đậu xanh này. Kết hợp lên cây cỏ xước này, cây lá lốt này, cây sô đỏ này, đun lên lấy nước uống. Tình trạng đau nhức xương khớp mà đau đầu gối sẽ được cải thiện rất tốt nhá. Huân thì cháu Huân thì cũng rất hay sử dụng cây ngũ gia bì hương, kết hợp thêm các cây vị khác như là đậu đen, đậu xanh, kết hợp thêm là cây cỏ xước, cây lá lốt và cây sấu đỏ, cây ngũ gia bì để đun uống hàng ngày. Đây các chị có thể thấy để cháu đã đun và sử dụng nhá. Cháu mời các chị nhá. Cái đun thì rất là tốt, hỗ trợ về đau xương khớp. Đấy, rồi hỗ trợ cho những ai mà đau lưng mỏi gối. Rất tốt nhá. Hôm mời các bác chị nhá. Tuyệt vời luôn ạ. Cái cây bài này chúng ta có thể dùng kết hợp vào với uống lạnh nhá. Rất là ngon mọi người ạ. Và đừng quên chào đón Lương Huy Huân, hiện tại Huân đang làm trong lĩnh vực đông y. Các bác chị có câu hỏi gì hoặc có vấn đề gì về đau nhức xương khớp hoặc là sức khỏe, mọi người có thể kết nối với Huân sẽ chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ mọi người nhá.